thương. Tất cả các con giữ trật tự, tuyệt đối không được ăn quà. Bây giờ bạn nào ăn tất cả ăn xong rồi bắt đầu lên. Khi lên đến nơi không được ai nói chuyện là một. Nhớ chưa? Không được ăn quà. Đấy là cô dặn. Khi vào đền tất cả nghiêm cấm giữ trật tự, đi nhẹ, nói khẽ. Tất cả các bạn nghe rõ chưa? Cô đã nói chưa? Nhớ chưa? Tí nữa ăn xong không được một bạn nào vứt rác xuống dưới nền mà phải để trong túi bóng hoặc để đúng vào thùng rác cho cô giáo. Các bạn nhớ chưa nào? Bạn nào ăn xong ăn luôn rồi bắt đầu cô cho đi. Ăn khẩn trương.